Kết quả này đồng thời cũng chấm dứt luôn hy vọng của đội bóng Malaysia. Trước trận đấu này, hai đội đang cạnh tranh suất trực tiếp để dự play-off. Tuy nhiên Sài Gòn Heat đã xuất sắc đánh bại đối thủ, nâng thành tích từ đầu mùa lên thành 9 trận thắng, 8 trận thua. Về phần Malaysia, họ có 5 trận thắng và 11 trận thua. Hai lần gặp nhau trước đó, mỗi đội có 1 chiến thắng. Lần này Malaysia sớm vượt lên dẫn trước 5-0. Tuy nhiên khi các tay ném bắt đầu nóng máy, Sài Gòn Heat đã có chuỗi lên điểm ấn tượng, đặc biệt trong 2 phút cuối. Kết thúc hiệp 1, đội bóng Việt Nam tạm gác 26-22. Việc thi đấu trên sân nhà đã tiếp theo sức mạnh cho Sài Gòn Heat. Ngay đầu hiệp 2, Michael William đã có 2 pha ném xa ghi 3 điểm, để đào sâu cách biệt cho đội nhà. Tuy nhiên đội khách đã chơi nỗ lực để khoảng cách không bị nới rộng. Đội chủ nhà dẫn 48-41. Trước khi bước vào giờ nghỉ, tình hình trở nên khó khăn cho Sài Gòn Heat khi trung phong Mã Sĩ tội phạm 5 lỗi cá nhân phải rời sân ở giữa hiệp cuối. Lúc này, Sài Gòn Heat đối mặt với sức ép dữ dội từ đội khách. Lúc này, đội trưởng Akem Scott đã lên tiếng đúng lúc khi ghi đến 12 điểm trong 5 phút cuối. Góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 102-88. Chiến thắng này đã giúp Sài Gòn Heat bảo vệ chắc chắn vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và gần như giành lấy một tấm vé đi vào vòng đấu loại tiếp theo. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Akem Scott, 29 điểm, Masieto, 23 điểm, Michael William, 20 điểm, cùng Mosse Magang, 14 điểm, tiếp tục đóng vai trò là những nhân tố chủ chốt giúp. Ông 30 ca khúc khải hoàn ngay trên sân nhà. Trận đấu tới, thầy trò của huấn luyện viên Kỳ Thái Zulu sẽ có chuyến hành quân đến Philippines để đối đầu với đội bóng San Miguel Alapti Liberty Nas vào ngày 14 tháng 3.